Mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào. Đi đây lên. Sang. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha. Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ, xin mời em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Sĩ quan, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái, nhưng cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ, đúng không? Dạ có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi. Mình có ở Khánh Hòa Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Chị trai ngồi ở ghế màu đỏ, những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Đàn hát đồ thể thao rồi nhau. Nhưng môi trường đó là mình mới hay hát thôi. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Tháng tư là lời nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như thế nào? Dạ hay ạ. Hay. Của em điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. Dạ. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí. Quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu. Trời, đó giờ tôi chương trình này dưới thay múa nôn dễ sợ chứ. Muốn mở cửa luôn á Tường. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ, bậy. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung mà thành. Em từ trung thành không nghe nói vậy. Trung thủy trung... chứ sao trung thành. Thành. Dạ nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành ghê quá ha. Rồi. Trung thủy. Mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em à, có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp. Tia chớp là cười sao nữa? Hốt hồn ha. Không, hốt một cái là hốt hồn liền hốt. Tôi thấy bên này hốt á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút bà nha. Ấn tượng như thế nào? Em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Gái xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát, tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Tầm 27-28. Và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè. Em chở qua ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Ôi, mối tình thơ không à? Cả mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người, thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết.
trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị, ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ là chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Người ta sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy. Đó. Dạ, nói chuyện thì... đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi, nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây. Dạ quen được 2 tháng. Dạ bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy. Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Ảnh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Nói về là cụ bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Ít nói, hơi ít nói. Bạn áo xanh thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình như là hơi là lanh lẹ hơn là em, còn em ghế màu đỏ. Nói chung là ok hết, hai người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định nha nè. Giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới với bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi, mời gia đình kế bên. Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bạch Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Tôi là phụ huynh của em bé Tường. Trên hai người thì tôi cũng biết sao lựa để cho nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. À, rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chừng nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng đây múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Nhưng bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à? Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thì múa cũng đẹp. Em thấy là mường tượng là thấy giống mẹ Thoại á. Ấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi cảm ơn cơ. Nói vậy thôi. Bây giờ dạ, sao cho chị? Em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? Cái này em thử, cái này là tay anh, anh vui thôi, vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha. Ôi lạnh quá.
Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm mắt lại cảm nhận một xíu đi. Nắm tay. Rồi, đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. Rồi. Ồ, đúng. Đây nhạc. Phải liền chứ. Trời luôn kìa. Sao? Thì múa đẹp chị. Nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bà đấy cũng dễ thương. Sao cái giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa tao mới hơi thở. Nó không ổn định chứ em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường, sao? Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp. Phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em không. Bắn bắn dữ lắm. Hồi nãy bạn sao? Nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp, em cũng thấy thích những người múa đẹp. Hả? Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh ghế đỏ có vẻ hơi bồi hồi, hồi hộp khi gặp em ha anh. Chưa có một mối tình nào. Trai tân, trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. À, em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ôi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý nghĩa sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa, ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em anh thấy em cầm đi thế này là hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không. Nghe u u chứ. Thông cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, mà đừng có cười người ta vậy, thiệt tình luôn á.